Đại tướng Không quân Ấn Độ thăm Việt Nam tin từ Hà Nội. Sáng ngày 10 tháng 9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã có buổi tiếp đón Đại tướng Arup Raha, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu kiêm tư lệnh Không quân Ấn Độ. Đây là chuyến thăm chính thức theo lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng sản Việt Nam, Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam khẳng định là chuyến thăm của Đại tướng Arup Raha góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa người dân và quân đội hai nước, đồng thời thúc đẩy để hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Trong quan hệ đối tác chiến lược trong tháng 5 năm 2015, hai bên đã ký bản tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ tới năm 2015 đến năm 2020. Thời gian qua thì hợp tác quốc phòng hai nước đã không ngừng được đẩy mạnh. Hai nước đã cùng ký bản giác thư giữa cảnh sát tuần duyên Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển nước Cộng hòa Ấn Độ về thiết lập quan hệ phối hợp nhằm để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác chung. Theo thông cáo báo chí trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng và chính phủ Ấn Độ, đại tướng Arup Raha công du Thái Lan về Việt Nam trong thời gian 4 ngày.